Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng. Như đã hẹn, chúng tôi đã quay trở lại với những thông tin thời tiết mới nhất. Nhiều khu vực ở miền Trung vẫn đang sống chung với ngập lụt do lũ rút chậm. Cụ thể như thế nào vậy chị Minh Châu? Vâng, đúng rồi chị Thảo ạ. Hiện thì còn Quảng Bình và Thừa Thiên Huế là vẫn còn lũ lụt do là lũ ở những nơi này thì rút chậm hơn nơi khác. Và trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy, dự báo trong sáng nay mực nước sẽ ở mức báo động 2. Đến chiều thì nước rút thêm được 20cm, ngập lụt còn cục bộ ở các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Còn tại Thừa Thiên Huế thì lũ trên sông Bồ và sông Hương dự kiến đến chiều nay mới xuống dưới mức báo động 2. Ở thành phố Huế thì có thị xã Hương Trà, này thị xã Hương Thủy và các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phú Vang, nước sẽ rút thêm. Còn về thời tiết, sang ngày hôm nay dự báo mưa sẽ dứt, hầu khắp toàn miền Trung có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Ở vùng nước đã rút, khi dọn dẹp nhà cửa thì bà con nên lưu ý là ngắt hết nguồn điện để tránh bị điện giật và cần xử lý nguồn nước trước khi sử dụng. Dạ vâng, thế còn những khu vực khác thì thời tiết chúng ta cần lưu ý điều gì vậy chị? Vâng, trước tiên đối với Nam Bộ đi ạ, thì sau 3 ngày giảm mưa, chiều nay mưa dông rải rác sẽ quay trở lại khu vực này. Mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ và ven biên giới từ Long An xuống Kiên Giang và An Giang. Có điểm mưa vừa mưa to, nguy cơ đi kèm dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Còn ở Bắc Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng hanh, độ ẩm thấp nhất trưa chiều nay từ 35 đến 50%, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 32 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía đông bắc của huyện đảo Hoàng Sa từ đêm nay có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Còn với huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, trong mưa dông có khả năng đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Dạ vâng, và cảm ơn chị với những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi.